Mời các bạn hâm mộ bóng đá Việt Nam theo dõi nhận định trước trận đấu quan trọng bậc nhất tại vòng loại World Cup thứ 3 giữa những chiến binh sao vàng và Saudi Arabia, tinh thần chiến binh rực lửa. Nhận định Việt Nam đấu Saudi Arabia, tinh thần chiến binh rực lửa. Tuyển Việt Nam có chuyến làm khách đầy khó khăn trước Saudi Arabia lúc 1 giờ sáng ngày 3 tháng 9. Nhưng toàn đội sẽ chơi hết sức mình để gặt một kết quả tốt nhất. Chờ chiêu của thầy Park, chiến dịch vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á của tuyển Việt Nam bắt đầu bằng trận ra quân, gặp chủ nhà Saudi Arabia trước đối thủ mạnh. Việc chọn lối chơi cũng như sắp xếp các vị trí trên sân đang được huấn luyện viên Park Hang-seo cùng ban huấn luyện tính toán rất kỹ. Khá đáng tiếc khi tuyển Việt Nam mất đi khá nhiều trụ cột quan trọng so với vòng loại thứ hai World Cup 2022 như Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng, Minh Vương. Ngoài ra một vài cầu thủ chỉ mới bình phục chấn thương nên không có phong độ tốt nhất. Nhưng những khó khăn như vậy tuyển Việt Nam đã trải qua nhiều lần. Và huấn luyện viên Park Hang-seo biết phải làm gì để giúp các học trò thể hiện tốt nhất trên sân. Bên cạnh lối chơi gần như đã đóng khung ở tuyển Việt Nam, sự thay đổi có lẽ chỉ nằm ở vấn đề nhân sự. Ngoài phong độ, những cầu thủ phù hợp với chiến thuật của tuyển Việt Nam được thầy Park cân nhắc. Ở vị trí thủ môn, Đặng Văn Lâm dù không được thi đấu thường xuyên tại Nhật Bản, nhưng anh vẫn là người nhận được sự tin tưởng cao nhất từ ông Park. Hàng phòng ngự, phương án để Duy Mạnh lên đá tiền vệ có lẽ không thể thực hiện khi Bùi Tiến Dũng chấn thương phải ở nhà vào phút cuối. Duy Mạnh vẫn chơi ở vị trí quen thuộc cùng với Đình Trọng và Quế Ngọc Hải. Ba trung vệ còn lại là Thành Chung, Văn Thiết và Thanh Bình đều đang gặp những vấn đề về phong độ hoặc thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Việc gặp đối thủ mạnh buộc thầy Park phải ưu tiên cho mặt trận phòng ngự. Vì thế Đức Huy có thể đá cặp với Tuấn Anh ở giữa sân nhằm tăng khả năng tranh chấp, thu hồi bóng. Cánh phải của tuyển Việt Nam vẫn là Trọng Hoàng, trong khi Hồng Duy đá cánh đối diện thay cho Đoàn Văn Hậu. Văn Toàn và Quang Hải chơi ở vị trí cao nhất của hàng tiền vệ. Còn tiền đạo cắm của tuyển Việt Nam không ai khác là Tiến Linh. Đây đều là những lựa chọn hợp lý nhất lúc này của huấn luyện viên Park Hang-seo. Dĩ nhiên, chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn có thể có một vài quyết định gây bất ngờ. Khi mà tuyển Việt Nam đã bị đối thủ nghiên cứu rất kỹ, vượt khó, thẳng thắn mà nói dù tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất, việc tạo ra bất ngờ trước Saudi Arabia là cực khó. Năm lần dự các FIFA World Cup, con số đủ nói lên đẳng cấp vượt trội của đội bóng vùng vịnh. Ở đợt tập trung lần này, đội bóng của huấn luyện viên Renard có 9 cầu thủ từng tham dự World Cup 2018. Ở vòng loại thứ hai World Cup 2022, Saudi Arabia chỉ để thủng lưới 4 bàn, ghi tới 22 bàn. Họ thắng 6 trận và chỉ hòa 2, giành 20/24 điểm tối đa. Không chỉ là một đội bóng mạnh hàng đầu châu lục, Saudi Arabia còn có những lợi thế rất lớn như sân nhà. Thời tiết, Saudi Arabia vượt trội hoàn toàn nhưng tuyển Việt Nam cũng có những điểm mạnh buộc đối thủ phải thận trọng. Đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo bước vào trận đấu với một tâm lý vô cùng thoải mái. Bên cạnh việc các cầu thủ chơi rất ăn ý với nhau, quan trọng hơn, khi càng lâm vào thế khó, tuyển Việt Nam càng thể hiện được sức mạnh của mình. Saudi Arabia không phải không có điểm yếu. Đương nhiên nếu có cơ hội, Tiến Linh và các đồng đội quyết không bỏ qua, một điểm là mục tiêu hướng tới của tuyển Việt Nam. Nhưng ngay cả khi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo thua đối thủ với tỷ số thấp cũng là điều có thể chấp nhận ở chuyến làm khách đầy khó khăn lần này. Tuyển Việt Nam còn cả một hành trình dài phía trước, với 5 trận đấu rất đáng chờ đợi khi được trở về sân nhà Mỹ Đình. Dù kết quả có thế nào, chắc chắn đội y bóng áo đỏ sẽ thể hiện được tinh thần chiến đấu vì màu cờ sắc áo, tạo sự khởi đầu đầy hứng khởi cho chiến dịch lịch sử vòng loại cuối World Cup 2022. Trận tuyển Việt Nam và Saudi Arabia diễn ra vào lúc 1 giờ ngày 3 tháng 9 giờ Việt Nam trên sân vận động Kinh Sâu. Sống là phải có ước mơ, hy vọng những chiến binh rồng vàng chúng ta sẽ đạt được giấc mơ lần đầu tiên tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Hẹn các bạn video clip lần sau.